Hãng hàng không Bamboo Airways ngày 19 tháng 1 vừa thêm một máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mang tên Quy Nhơn City tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là một trong những chiếc máy bay thân rộng về gia nhập đội bay của hãng này trong hai ngày vừa qua nhằm bổ sung tăng tải phục vụ đi lại của người dân trong các ngày cao điểm Tết. Boeing 787-9 Dreamliner là máy bay thân rộng được thiết kế 262 ghế ngồi. Như vậy đến nay, Bamboo Airways đã có thêm 3 chiếc Boeing 787-9 Dreamliner kịp thời tăng tải cho đường bay trục Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày cận Tết, Bamboo Airways dự kiến cung ứng gần 1 triệu ghế, tương ứng với gần 15% thị phần tải cung ứng dịp Tết Canh Tý. Dự kiến hãng sẽ tiếp tục bổ sung thêm các khung giờ khai thác trên chặng bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, khai thác thêm đường bay Hà Nội Phú Quốc cũng như xúc tiến triển khai đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Thanh Hóa trong thời gian tới.